Cũng phải trưởng thành thôi, mình không thể bắt người ta cứ
ta đã trải nghiệm quá rất là nhiều trong cuộc sống ấy. Nhưng mà ý chị đó là có điều khi nghĩ tới em thì chị vẫn thích những cái phút kiểu như vậy thôi. Dạ em cảm ơn chị Kim Thanh ạ. Cảm ơn chị. Cái phút kiểu chị Kim Thanh á rất là trực diện, rất là thực tế. Mà không biết là chị có buồn không khi mà chị Kim Thanh chia sẻ là nếu như mà để nhạc của Trinh chung với tất cả các bạn ta rất buồn thì chúng ta sẽ không tìm thấy những cái điểm nhấn. Thật ra thì em đã chuẩn bị tinh thần ngay từ đầu. Trong một cái thị trường âm nhạc mà bây giờ những cái điều trendy nó rất là khác xa bạn và cái điều mình đang làm, thì em đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ và em không có là mong đợi là bản thân bài hát mình có thể trên có thể lên top trending hay không, có thể nằm trong bảng xếp hạng hay không. Nhưng mà cái lần trở lại này em lại cảm thấy rất là tâm đắc. Bởi vì sao? Vì em làm thứ nhất là em hát cái thể loại và cái sắc chất tự sự theo đúng như cái giọng hát của em. Và chị Mai Phi đã viết ra một cái bài hát rất là hợp với giọng em, em rất là vui điều đó. Thứ hai nữa là em hát chính cảm xúc của mình vừa mới bước qua những bộ vở, mà em mang những cái cảm xúc đó em rót vào cái khúc của em. Và em nghĩ là chỉ có cảm xúc thật của người nghệ sĩ mới chạm đến khi đi khán giả thôi. Thì có thể là dạ đúng đúng như chị nói, em không có expect nó là nó sẽ có một cái gì đó đặc biệt stand out ra đứng ở ngoài tất cả các khúc hát. Nhưng mà em rất là tâm đắc ở một điều là nó đến từ cảm xúc của chính trái tim em. Nhưng mà anh vẫn thích như chúng ta đang vẫn thích cái sự hồn nhiên và cái chất giọng của Trinh với những cái bản ballad nhẹ nhàng như thế này. Tuy nhiên có một góp ý về cái MV thôi, là khi mà Trinh và Hà Trinh nói thì anh mới biết là hát trên tổng người thứ ba. Nếu như mình có một cái bài cảnh nó cụ thể hơn, giống như là bạn Sarah An và Linh Chi, xin lỗi đúng của Linh Chi đúng không? Linh Chi quen nhau trước rồi Trinh xuất hiện thì cái ý tưởng nó sẽ rõ hơn. Chứ lúc này thì chỉ có cảnh bạn nam tới rồi Trinh là quen thì nó cũng chưa rõ là em là người thứ ba, không biết có ý đó Trinh thấy như thế nào. Cái thứ hai nữa anh muốn hỏi Trinh là một cái thời gian mà em không ra sản phẩm thì cái suy nghĩ của em ra sao khi về con đường làm nghề, về những người đồng nghiệp của mình ra những cái sản phẩm liên tục và được một cái hiệu ứng khá tốt từ khán giả và cộng mạng. Cảm ơn anh. Em xin được cảm ơn lời đầu tiên của anh. Thì lúc đầu khi mà em làm kịch bản thì đúng là kịch bản nó theo đúng cái flow là lúc đầu Linh Chi và sao như thế nào, rồi sau đó là sao mới đến Đà Lạt, vô tình gặp em ở đó. Nhưng mà khi mà em dựng theo cái flow đó thì nó lại không có mang lại cái cảm xúc nhói lòng ở trong em. Nó không có mang lại những cái gì mà cái cảm xúc đau lòng quen thuộc mà suốt mấy tháng vừa rồi em đã có trong lòng. Cho nên có thể là em đi ngược lại với cái ánh nhìn của khán giả, nhưng mà chính em là người trong cuộc thì khi em dựng ngay cái khúc đầu tiên đã là một cái sự chứng kiến đau thương, em chứng kiến cái người em thích ôm cô gái đi. Em hoàn toàn không biết được là người đó và cô gái đi có câu chuyện gì hết. Em không biết em là người thứ ba nữa, khán giả cũng không biết em là người thứ ba, họ tưởng em là nhân vật chính cho câu chuyện này. Mọi người tưởng em là nữ chính ngôn tình. Thì sau đó thì có thể ta coi ở trên cái screen này á nó không có rõ màu, thì có thể em mong là các chị phóng viên có thể về nhà coi trên YouTube thì nó rõ màu hơn, là có cái phút đoạn kể lại là Sam và Chi trước đây như thế nào, rồi ngày đó Sam tìm tới chỗ em như thế nào, rồi khi Sam ở bên cạnh em ở lúc đó Sam đang giận Chi và Chi gọi liên tục, bởi vì Chi là người gây ra lỗi làm với Sam, hay là Sam gây ra lỗi Chi thì em không biết, em là người thứ ba không biết gì hết đó. Thì dạ, nhưng mà em cũng sẽ được nhận lời góp ý của anh, bởi vì nếu mà sau này em có thêm nhiều thời gian hơn để mà trau dồi hơn, để mà có thể đầu tư cho clip của em, thì em sẽ để ý rất là kỹ về cái phần đường dây. Em sẽ cảm ơn rất nhiều. Yeah. Còn cái câu thứ hai em trả lời ngốc như thế này. Em đã trải qua một khoảng thời gian rất lâu em bị trầm cảm, là đúng như anh nói,
em cảm thấy mình hoang mang, cái sợ hãi trong showbiz này. Em làm, em đã cố gắng làm theo đúng những gì mà khán giả muốn ở em. Họ muốn một cô gái mộc mạc, muốn một cô gái cầm đàn guitar nhưng mà nó không si mê gì trong một cái biển trời đầu tư sản phẩm kinh phí khủng. Và khi em lạc vào trong cái biển đó, em như là một con, em cảm thấy em như là một con ấu trùng bơi trong biển vậy, nó nhỏ vậy luôn. Nên là trước đây cái sự tự tin của em nó không có gì luôn, em cực kỳ tự ti bản thân mình. Nhưng mà sau khi em trải qua những cái đổ vỡ, không chỉ là đổ vỡ trong tình cảm, trong gia đình, trong tâm lý của em mắc những cái bệnh tâm lý rồi, thì em cố gắng vượt qua, thì em mới nghĩ là ở đây là cái thời điểm thích hợp để em quay lại. Em quay lại không phải là bằng tài chính của một vị đại gia nào đó, không phải là bằng một cái dự án khủng, mà một cái ca khúc khủng từ một bạn DJ nổi tiếng nhất trong showbiz. Em không có khả năng tìm tới những điều đó, mà em chỉ có khả năng tìm tới hạnh phúc là người quản lý cũ của em nói giúp em với. Thế là hai anh em trên cùng một chiếc thuyền cùng nhau chèo kéo và làm hết những gì khả năng có thể bằng cái chất của em. Và thật ra thì đến bây giờ em vẫn không hết sợ, em vẫn không hết cảm thấy hoang mang như là ô mình ra sản phẩm như thế này biết có ai lắm rồi, em vẫn rất sợ. Nhưng mà hôm nay em đã làm khác quá khứ của em, đó là em sợ nhưng mà em đã bắt buộc em làm. Còn trước đây em sợ em không làm. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn câu trả lời rất là dễ thương của chương trình Trang Hùng. Tôi biết.